Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hoa hậu Khánh Vân viết, lần đầu đi sự kiện cùng anh quản lý, khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là lần đầu cô công khai chồng sắp cưới với công chúng sau khi nhận lời cầu hôn. Thời gian qua, cả hai thoải mái lộ hình sánh đôi, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều hoạt động. Khánh Vân và bạn trai thoải mái phát cậu lương trên mạng xã hội, không còn giữ khoảng cách, cả hai không ngần ngại trước ống kính truyền thông. Nếu như trước đây, bạn trai thấp tùng Khánh Vân đứng sau hậu trường, giờ đây cặp đôi cùng sánh tay nhau trong các sự kiện công khai tự tin. ở sự kiện chính, khánh vân mặc trang phục thiết kế riêng giúp hoa hậu sinh năm 1995 khoe được đường cong cơ thể, trong khi nhíp ảnh gia lịch lãm trong bộ súc. trước khi bước lên thảm đỏ. nguyễn long dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc của vợ sắp cưới tại bữa tiệc của nhà thiết kế chung thanh phong. cả hai không chỉ gây ấn tượng với những khoảnh khắc rất tình tứ mà còn bởi phong cách thời trang ăn ý. cả hai diện đồ đôi tông màu be khi chụp hình cùng hoa hậu thanh thủy trong bức ảnh được chia sẻ. Khánh Vân gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp thanh lịch, thiết kế trang phục không quá hở, nhưng vẫn giúp nàng hậu khoe khéo những đường cong quyến rũ và đôi chân thon dài làm nên thương hiệu. Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long cũng nổi bật với phong cách lịch lãm, nam tính trong bộ súc màu be. Khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau đã khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi, cho rằng họ trông rất xứng đôi vừa lứa. Cuối tháng 6, Top 21 Miss Universe 2020 gây bất ngờ khi thông báo vừa nhận lời cầu hôn. Cả hai dự kính chuyện tình cảm với khán giả trước khi xác định về chung một nhà. Nguyễn Long có mối quan hệ thân thiết với Khánh Vân từ những ngày đầu cô bước vào showbiz, anh giữ vai trò quản lý, đồng thời chụp nhiều bộ ảnh cho Hoa hậu. Khánh Vân cho biết cả hai gắn bó với nhau đã lâu nhưng muốn dự kín đời sống riêng tư. Họ đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 12. Khánh Vân tên đầy đủ Nguyễn Trần Khánh Vân, 29 tuổi, sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, cao 1,75m. Cô từng đoạt danh hiệu Miss Áo dài 2013. Á Khôi Miss ngôi sao 2014, Top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015, Giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2018. Người đẹp từng đóng các phim như Phượng Khấu, Yêu là Phải Liều, Bệnh viện Thân Ái. Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019, nay là Miss Cosmo Việt Nam, sau đó đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàng vũ. Dù chỉ dừng chân ở vị trí top 21, nhưng Khánh Vân là thí sinh giành được nhiều lượt bình chọn nhất từ khán giả trong lịch sử Hoa hậu Hoàng Vũ, hơn 40 triệu lượt. Sau năm năm đăng quang hoa hậu hoàng vũ Việt Nam, Khánh Vân sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Được biết, chồng sắp cưới của cô là một nhiếp ảnh gia, Nguyễn Long sinh năm 1978, từng đổ vợ hôn nhân với vợ cũ và có một con trai. Anh hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh khoảng 20 năm, có tiếng trong giới giải trí Việt, từng hợp tác với nhiều hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên.